Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nếu phương Tây cung cấp cho Ukraine vũ khí hạt nhân chiến thuật, Moscow có thể xem việc chuyển giao này tương đương với một cuộc tấn công vào Nga và là cơ sở cho một đáp trả hạt nhân. Tuần trước, báo New York Times đưa tin một số quan chức phương Tây gợi lên rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể cung cấp vũ khí hạt nhân chiến thuật cho Kiev, mặc dù có nhiều lo ngại cho rằng động thái này sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng. Viết trên Telegram, ông Medvedev cho rằng giới chính trị và truyền thông Mỹ đang có sự thảo luận nghiêm túc về hậu quả của việc chuyển giao loại vũ khí hủy diệt cho Kiev. Cựu Thủ tướng Nga nhấn mạnh, việc chuyển giao thực tế của các loại vũ khí này có thể được xem là sự đã rồi về một cuộc tấn công vào đất nước chúng ta. Dẫn học thuyết hạt nhân mới được Nga cập nhật. Ngoài ra, theo New York Times, một số quan chức thậm chí còn đưa ra lựa chọn rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ trả lại cho Ukraine số vũ khí hạt nhân thủ tướng nước này sau khi Liên Xô sụp đổ, đồng thời nhấn mạnh rằng bước đi như vậy sẽ khó khăn và gây ra hậu quả nghiêm trọng. Theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc chế tạo vũ khí hạt nhân chiến thuật trong thế giới hiện đại không khó, nhưng vẫn chưa rõ Ukraine có đủ khả năng làm được điều này hay không. Ông Putin cũng gọi những thông tin cho rằng Ukraine có thể sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật là một hành động khiêu khích khác. Tổng thống Putin lưu ý, bất kỳ bước đi nào hướng tới việc tạo ra vũ khí hạt nhân chiến thuật từ phía Ukraine sẽ gặp phải phản ứng thích hợp. Nga sẽ không cho phép tạo ra vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine trong bất kỳ trường hợp nào. Ông Putin cũng nhấn mạnh, Nga sẽ theo dõi xem có nước nào ở phương Tây muốn chuyển vũ khí hạt nhân cho Ukraine hay không. Trước đó, Tổng thống Putin tuyên bố rằng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga hiện đại hơn vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ. Không chỉ vậy, ông nhấn mạnh rằng vũ khí được chế tạo là để sử dụng. Ông cũng cảnh báo rằng nếu binh sĩ NATO được gửi tới Ukraine, điều đó có khả năng dẫn tới một cuộc chiến tranh hạt nhân. Mặc dù có những tuyên bố xem nhẹ cảnh báo của Nga, trên thực tế, Mỹ vẫn cảnh giác về rủi ro gia tăng xung đột Ukraine thành chiến tranh hạt nhân diện rộng. Mới hồi tháng 8 năm 2024, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng John Kirby được cho là đã tuyên bố rằng họ luôn quan ngại về khả năng xung đột Ukraine lan rộng ra khắp châu Âu. Vào những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ Thủ tướng Anh của bà Liz Truss, giới chức Anh thậm chí còn kiểm tra bản đồ thời tiết và chuẩn bị cho tình huống nước Anh chìm trước phóng ra hạt nhân. Phương Tây luôn hồi hộp phán đoán những ý nghĩ thực sự trong đầu Tổng thống Nga Putin. Chuyên gia Mỹ khẳng định, không có hệ thống phòng thủ tên lửa nào trên thế giới hiện nay có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung mới của Nga. Chuyên gia công nghệ tên lửa hàng đầu của Mỹ, Giáo sư danh dự về khoa học, công nghệ và chính sách an ninh quốc gia nghỉ hưu của MIT, Theodore Postol nhấn mạnh: "Không, hoàn toàn không, không có gì có thể ngăn chặn được hệ thống tên lửa Oresnik. Ông Theodore Postol bác những tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có, bao gồm Aegis, Aegis Ashore, THAD, Patriot và Endom, có thể ngăn chặn Oresnik, Phản bác lại những lập luận cho rằng hệ thống tên lửa Oresnik vốn sử dụng công nghệ lỗi thời trước đây của Moscow. Chuyên gia Postol nói. Bất kỳ ai đưa ra tuyên bố đó đều không biết gì hoặc họ chỉ đang nói dối. Những tuyên bố này đều được đưa ra bởi những chính trị gia không biết gì về tên lửa Oresnik và những tên lửa khác. Theo chuyên gia Poston, đây là hệ thống sử dụng công nghệ rất tiên tiến. Hệ thống Aegis, THAAD, Patriot và Endom có khiếm khuyết cơ bản. Do đó chúng thậm chí không thể chống lại tên lửa đạn đạo tiêu chuẩn, chứ đừng nói đến thứ tinh vi như hệ thống Oresnik. Cách đây ít ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Mỹ và đồng minh NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trước khi tên lửa của hai quốc gia này tấn công cơ sở quân sự của Nga ở vùng biên giới Kursk và Bryansk. Nga trả đũa bằng cách phóng tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oresnik mới nhất có tải trọng phi hạt nhân vào nhà máy quốc phòng của Ukraine ở Dnipro. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo lập trường khiêu khích của phương Tây có thể dẫn đến hậu quả lớn trong trường hợp gia tăng căng thẳng hơn nữa. Ông Vladimir Putin cũng tuyên bố không có hệ thống nào sở hữu khả năng chống lại các loại vũ khí như vậy hệ thống phòng không toàn cầu hiện có và hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu không thể đánh chặn tên lửa này. Ngoài ra, Moscow liên tục cảnh báo nhắm mục tiêu vào các cuộc thử nghiệm tên lửa tiếp theo dựa trên mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố gần đây, các kíp xe thuộc lữ đoàn 82 Ukraine đều khẳng định xe tăng Challenger 2 đã thể hiện hiệu suất ấn tượng và khiến họ ngưỡng mộ. Đồng thời cũng nói rằng xe tăng Challenger 2 sở hữu hỏa lực chính xác và khả năng sống sót cao con dòng Abrams nhỏ và chật trội. Theo đó, anh Oleksandr, trưởng xe thuộc lữ đoàn xung kích đường không số 82 Ukraine, đơn vị vận hành xe tăng Challenger 2 và đang tham chiến ở mặt trận Kursk cho biết, một trong những điểm mạnh của Challenger 2 là hỏa lực chính xác. Đồng quan điểm, anh Stanislav, binh sĩ nạp đạn, cũng ca ngợi hệ thống điều khiển hỏa lực của Challenger 2. Cụ thể anh nói, giả sử hai xe tăng đối phương cùng xuất hiện ở cách xa 1,8 và 2,3 km, cụm đo xa laser sẽ tính toán khoảng cách đến hai xe tăng và lưu dữ liệu trong máy tính. Pháo thủ chỉ cần nhấn một nút để chuyển đổi giữa hai mục tiêu, tùy thuộc quyết định giao chiến của trưởng xe. Hai binh sĩ Ukraine sau đó cũng tiết lộ rằng, một xe Challenger 2 từng sống sót sau khi chúng quả đạn nổ mạnh trong loạt rocket của trực thăng Nga. Đầu đạn xuyên sâu tới 720mm, Xong kíp lái bên trong vẫn an toàn, xe tăng vẫn có thể di chuyển và hoàn thành nhiệm vụ. Anh Oleksandr nói thêm rằng, chiếc Challenger 2 bị hỏng nặng nhưng vẫn lết về địa điểm an toàn, được sửa chữa và trở lại chiến đấu sau đó. Anh Alexander cũng chia sẻ trải nghiệm cá nhân đối với mẫu M1 A1 sas Abrams do Mỹ viện trợ, nhận định nó kém tiện nghi hơn các mẫu xe tăng khác và gây cảm giác gò bó. Xe tăng Abrams cũng từng nhận được những đánh giá trái chiều từ binh sĩ Ukraine, đặc biệt là những người trực tiếp vận hành chúng trên tiền tuyến. Một số bày tỏ quan ngại về vỏ giáp, cho rằng nó không đủ khả năng chống chịu các vũ khí hiện đại. Các binh sĩ Ukraine tham gia khẩu luyện lại like Abrams ở Đức hồi đầu năm cũng cho biết, mẫu xe tăng này đôi khi bắn trượt mục tiêu. Họ cũng nêu một số vấn đề kỹ thuật làm dấy lên lo ngại về hiệu quả thực chiến của dòng xe tăng chủ lực do Mỹ sản xuất. Về Challenger 2, đây là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 3 của Anh, được công ty Vickers Defense System, nay là BAE Systems Land and Armament thiết kế và chế tạo. Challenger 2 phục vụ trong quân đội Anh từ năm 1998, cùng với hỏa lực pháo chính 120mm chuẩn NATO và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại. Danh tiếng của Challenger 2 chính là việc nó đã tham gia nhiều trận chiến lớn của liên quân tại Trung Đông, đặc biệt là trong chiến tranh vùng vịnh. Bên cạnh khả năng chiến đấu mạnh mẽ, để có được khả năng sống sót cao là hệ thống giáp phức hợp đặc biệt cho hàm thế hệ thứ hai với tên gọi Dorchester. Lớp giáp phức hợp này được cấu tạo từ các lớp thép gốm chịu nhiệt và các lớp hợp kim ghép lại với nhau. Giáp Churchill có khả năng vô hiệu hóa các loại đạn lõm, tên lửa chống tăng bằng kết cấu tổ ong, làm luồng xuyên bị mất năng lượng và bị triệt tiêu. Đối với các loại đạn xuyên dưới cỡ, lợi dụng tính vô định hình của gốm và sự phân kỳ giữa các lớp vật liệu bên trong kết cấu giáp Churchill khiến thanh xuyên bị gãy, mất khả năng xuyên phá động năng. Được biết, anh đã tặng 14 chiếc Challenger 2 cho Ukraine trong năm 2023. Việc anh cung cấp xe tăng Challenger 2 cũng đã mở đường cho các đồng minh có động thái tương tự, như Mỹ cung cấp xe tăng Abrams và một số nước gửi xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin vừa qua đã ký xác lệnh số 1003, mở rộng đối tượng được hưởng khoản trợ cấp một lần dành cho binh sĩ ký hợp đồng phục vụ lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Theo đó, các tân binh thuộc vệ binh quốc gia Nga sẽ nhận được chế độ trợ cấp 400.000 rúp tương đương với khoảng 3.800 đô la Mỹ nếu ký hợp đồng phục vụ ít nhất một năm trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 và đồng ý tham gia xung đột tại Ukraine. Khoản trợ cấp một lần này sẽ không được áp dụng với người đang là học viên trong các chương trình đào tạo của Vệ binh Quốc gia hoặc Bộ Quốc phòng Nga. Vệ binh Quốc gia Nga là lực lượng an ninh nội địa được thành lập từ năm 2016, có trách nhiệm bảo vệ an ninh biên giới và phòng vệ lãnh thổ, chống khủng bố và tội phạm có tổ chức. Lực lượng này do Văn phòng Tổng thống Nga quản lý trực tiếp không thuộc biên chế Bộ Quốc phòng. Từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022, vệ binh quốc gia Nga được điều động đến 4 vùng lãnh thổ mà Nga sắp nhập ở miền đông và miền nam Ukraine để làm các nhiệm vụ trị an lẫn phòng thủ như bảo vệ tuyến vận chuyển hậu cần và hạ tầng quan trọng, trong đó có nhà máy điện hạt nhân. Trước đó, chính phủ Nga thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành một luật cho phép những người đăng ký tham gia xung đột ở Ukraine được xóa nợ lên tới 10 triệu rúp. Theo đó, luật mới sẽ cho phép những người ký hợp đồng một năm để chiến đấu ở Ukraine sau ngày 1 tháng 12 năm 2024 được xóa các khoản nợ xấu hiện có. Luật này cũng áp dụng cho vợ, chồng của những người đăng ký tham chiến. AFP đưa tin, Quốc hội Nga đã phê duyệt dự luật trên vào đầu tháng này. Luật mới chủ yếu liên quan đến những người Nga trẻ tuổi trong độ tuổi chiến đấu, vì những người ở độ tuổi từ 30 trở xuống có nhiều khả năng có các khoản vay. Nga cũng có lãi suất cho vay cực kỳ cao và nhiều người Nga hầu như không có tiền tiết kiệm. Nga thời gian qua đang tìm cách tăng số lượng binh sĩ tham gia xung đột với Ukraine. Chính phủ nga gần đây cũng đã miễn trừ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo nếu họ gia nhập quân đội nga và đưa ra các phần thưởng tài chính bổ sung cho việc phục vụ theo hợp đồng để tăng thêm nhân lực. Theo Interface, đưa tin cách đây ít lâu, dẫn lời phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo quân đội Ukraine GUR Vadim Skibitsky cho biết, trong số khoảng 580.000 binh sĩ nga tham gia cuộc xung đột với Ukraine, 60.000 binh sĩ đang chiến đấu tại tỉnh biên giới Kursk và 35.000 binh sĩ tại các vùng lãnh thổ mà quân đội nga kiểm soát ở Ukraine. Trước đó, hồi tháng 6 năm nay. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết gần 700.000 binh sĩ Nga đang tham chiến ở Ukraine. Ông Trump mới đây yêu cầu nhóm luật sư điều tra Boris Epstein, cố vấn chiến dịch bị nghi thu phí thăng chức để đưa một số người vào các vị trí nội các. Trong khi đó, ông Epstein phủ nhận các cáo buộc. New York Times mới đây đưa tin, nhóm luật sư của tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tìm thấy bằng chứng cho thấy cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử của ông Trump, Boris Ethein, từng yêu cầu những người có tiềm năng được bổ nhiệm vào chính quyền mới, trả phí ứng trước để đưa họ vào các vị trí. Ông Trump đang chỉ đạo nhóm pháp lý tiến hành đánh giá các nghi vấn này. Ông Boris Ethein được cho là nhân vật có quyền lực trong quá trình chuyển giao. Tuy nhiên, một số người mà ông Trump tin tưởng cảnh báo rằng ông Ethein nhắm đến thu lợi tài chính từ một số ứng viên tiềm năng cho chính quyền mới và một số người có nhu cầu đã cố gắng sắp xếp cuộc hẹn với ông. Theo đánh giá của nhóm pháp lý, ông Stein bị nghi đề nghị thu tiền từ hai người bao gồm Scott Benson, người mà ông Trump gần đây chọn làm ứng cử viên cho Bộ trưởng Tài chính. Cụ thể, ông Epstein được cho là đã gặp ông Benzet vào tháng 2, thời điểm mà mọi người đều biết ông quan tâm đến vị trí Bộ trưởng Tài chính và đề xuất được trả 30.000 đến 40.000 đô la Mỹ trên một tháng để có thể thăng chức cho ông Benzet. Ông Benzet được cho là đã từ chối. Ông cũng không đồng ý với một đề nghị khác của ông Epstein nhằm đầu tư vào một giải bóng rổ ba đầu ba. Sau thời gian đó, ông Benzet được cho là gọi điện cho ông Epstein vào ngày 14 tháng 11 để xem liệu ông này có chỉ trích ông với những người xung quanh ông Trump hay không. Ông Epstein nói với ông Benson rằng đã quá muộn để thuê ông ta. Người thứ hai được nhắc đến là một nhà thầu quốc phòng. Ông Epstein bị nghi yêu cầu người này trả 100.000 đô la Mỹ trên một tháng cho ông trong thời gian chuyển tiếp. Theo báo cáo, ông Epstein cho rằng lời đề nghị của ông có ý nghĩa sống còn với triển vọng của nhà thầu này. Tài liệu đánh giá kết luận mối quan hệ gần gũi của ông Epstein với ông Trump nên chấm dứt ngay cả trước khi hàng loạt câu chuyện xuất hiện, ảnh hưởng quá lớn của ông Epstein đối với quá trình chuyển giao vào một loạt các vị trí, mặc dù ông không có vai trò chính thức, cũng gây chấn động một số người thân cận. Trong số đó có cả ông Elon Musk, người gần như có mặt khắp mọi nơi ở Maalago của ông Trump. Ông Musk khi đó ngạc nhiên thấy rõ về việc ông Epstein được trao quá nhiều quyền hạn. Ông Trump ghi nhận công lao của ông Epstein vì đã sát cánh cùng ông ngay cả sau khi nhiệm kỳ tổng thống trước kết thúc một cách ồn ào. Con trai của ông Trump là Eric Trump đưa ra cảnh báo trên Fox News liên quan đến vụ việc. Theo Eric Trump, ông Epstein, người mà ông đã học đại học cùng, là một con người tốt. Đối với nghi vấn thu tiền để tiến cử, Eric Trump nói, cha tôi luôn khẳng định rõ ràng là không được làm điều đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ông hy vọng các báo cáo về Epstein là sai. Trong nhiều năm qua, một số cố vấn của ông Trump có hợp đồng dạng tư vấn với các khách hàng bên ngoài. Ông Trump đôi khi nghi ngờ những thỏa thuận như vậy và cũng thắc mắc liệu các ứng cử viên có được đề xuất có trả tiền cho cố vấn của ông hay không hay liệu các công ty được giới thiệu đến ông có liên quan tài chính đến các trợ lý của ông hay không? Trong nhiệm kỳ sắp tới của ông Donald Trump, các thành viên trong gia đình ông có thể không nắm giữ nhiều chức vụ chính thức, song vẫn giữ vai trò quan trọng trong hoạt động chính trị của ông. Phu nhân Melania Trump hiếm khi xuất hiện cùng chồng trong chiến dịch tranh cử năm 2024 và từ chối lời mời gặp mặt tại Nhà Trắng từ đệ nhất phu nhân Jill Biden sau cuộc bầu cử. Những điều này cho thấy. Bà Trump có thể sẽ theo luật lệ riêng của mình trong nhiệm kỳ thứ hai của chồng. Đài CNN đưa tin rằng không có nhiều khả năng phu nhân Melania Trump sẽ sống tại Nhà Trắng toàn thời gian. Theo Business Insider, ông Donald Trump Jr., con trai cả của ông Trump, người đóng vai trò trung tâm trong việc giúp cha mình tái đắc cử, sẽ không đảm nhiệm vị trí nào tại Nhà Trắng mà sẽ làm việc cho công ty đầu tư mạo hiểm One Seven H Nine Capital. Con trai cả của ông Donald Trump sẽ tham gia công ty với tư cách là đối tác. Kimberly Guilford, vị hôn thê của ông Donald Trump Jr., từng là cố vấn cho chiến dịch tranh cử của ông Trump vào năm 2020 và xuất hiện nhiều lần tại các sự kiện tranh cử của ông Donald Trump trong năm nay. Theo Business Insider, việc người phụ nữ này có vai trò chính thức nào trong chính quyền mới của ông Donald Trump hay không vẫn còn chưa xác định. Ivanka Trump, con gái thứ hai của ông Donald Trump, từng đảm nhiệm vai trò cố vấn cấp cao của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy nhiên trong nhiệm kỳ thứ hai của cha mình, Ivanka Trump sẽ không trở lại Nhà Trắng. Khi ông Trump phát động chiến dịch tranh cử năm 2024, người này đã tuyên bố rằng bà sẽ rút lui khỏi chính trường. Trong khi đó, chồng của Ivanka Trump, Jared Kushner, được cho là sẽ trở thành cố vấn không chính thức cho ông Trump về vấn đề Trung Đông. Dù vậy, theo đài CNN và tờ Israel Hayom, người con rể này sẽ đảm nhận vai trò cố vấn không chính thức của ông Trump về vấn đề Trung Đông, dựa trên các mối quan hệ mà người này đã xây dựng được với các nhà lãnh đạo Trung Đông khi thúc đẩy hiệp định Abraham hồi năm 2020. Từng giữ vai trò cố vấn trong thời gian ông Trump tranh cử tổng thống, người con trai thứ ba Eric Trump thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện vận động tranh cử và trên phương tiện truyền thông trong nhiệm kỳ sắp tới của tổng thống đắc cử. Eric Trump vẫn là phó chủ tịch điều hành Trump Organization và tiếp tục giám sát danh mục bất động sản hạng sang của gia đình Trump như nhiệm kỳ đầu tiên. Vợ của Eric Trump là Lara Trump cũng được bầu làm đồng chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC hồi tháng 3 năm 2024 sau khi nhận được sự ủng hộ của tổng thống đắc cử. Trước đó, ông Trump cũng đề cử chính trị gia trung thành Michael Wally làm chủ tịch RNC. Trong nhiệm kỳ tới, Lara Trump và ông Michael Wally sẽ cùng điều hành RNC qua đó củng cố thêm địa vị của ông Trump tại Đảng Cộng Hòa. Trước cuộc bầu cử năm 2024, cậu Biden Trump, con trai út của ông Donald Trump, bắt đầu dấn thân vào chính trường sau khi tròn 18 tuổi, trở thành đại biểu đại diện cho bang Florida tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa. Biden Trump là một trong những thành viên được quan tâm nhiều nhất trong đại gia đình Trump, bên cạnh chị gái Ivanka. Hiện Biden đang theo học tại Đại học New York và sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò cố vấn không chính thức cho ông Trump nhằm lan tỏa thông điệp tới các cử tri dân Z. Tuy luôn kín tiếng và ít xuất hiện trong những hoạt động chính trị công khai, nhưng sự hiện diện của Biden Trump đã thu hút sự chú ý của các cử tri, đặc biệt là nhóm cử tri trẻ. Theo TASS, trong tuyên bố mới đây, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng Moscow đã ghi nhận những nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình từ đội ngũ của ông Donald Trump. Theo đó, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Chúng tôi ghi nhận những gì ông Mike đã nói trong cuộc phỏng vấn gần đây. Các ứng cử viên trong nội các của ông Donald Trump đều nói tới từ hòa bình hoặc kế hoạch hòa bình, điều mà chúng tôi không thấy từ chính quyền Tổng thống Biden Thực tế, chính quyền Mỹ đương nhiệm đang tìm cách phức tạp hóa tình hình xung đột. Cũng theo ông Peskov, tổng thống Nga Vladimir Putin và Moscow vẫn duy trì quan điểm sẵn sàng đối thoại để giải quyết vấn đề Ukraine. Trước đó, hạ nghị sĩ Mike Owens, người được tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia, đã vạch ra chiến lược của chính quyền mới để giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Cụ thể, trả lời phỏng vấn Đài Fox News, ông Owens nhấn mạnh rằng ưu tiên chính của chính quyền mới sẽ là tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về một lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình. Ông Wans nói rằng các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên của nhiệm kỳ ông Trump. Nhà lập pháp này cũng chỉ trích các quyết định gần đây của chính quyền Tổng thống Joe Biden, chẳng hạn thông tin Washington đồng ý cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ngoài ra ông Wans cho biết, ông đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, đồng thời cảnh báo rằng các đối thủ của Mỹ không nên lợi dụng giai đoạn chuyển giao ở Mỹ để gây rắc rối. Được biết, ông Wans từng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, nên được cho là sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của ông Donald Trump trước hàng loạt thách thức về chính sách đối ngoại, bao gồm các cuộc xung đột ở Ukraine, Gaza và Liban. Ông Walsh cũng từng chỉ trích gay gắt chính phủ Nga, nhưng cũng đồng thời lập luận rằng chính sách hiện tại của Mỹ nhằm thúc đẩy nỗ lực chiến đấu của Ukraine cần phải chấm dứt để tìm kiếm giải pháp đàm phán. Điển hình như trong một sự kiện cách đây ít lâu, ông cho biết cần phải đánh giá lại mục tiêu của Mỹ ở Ukraine. Ông Walsh khẳng định liệu xung đột tại Ukraine có vì lợi ích của Mỹ hay không? Chúng ta có nên lãng phí thời gian, tiền bạc và các nguồn lực mà chúng ta cần ở Thái Bình Dương ngay lúc này không? Đáng chú ý, ông Wans cũng ca ngợi ông Donald Trump vì đã thúc đẩy các đồng minh NATO chi nhiều hơn cho quốc phòng. Tuy nhiên, khác với Tổng thống đắc cử Mỹ, ông không ủng hộ việc Washington rút khỏi liên minh quân sự này. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đang tìm cách tối đa hóa khả năng quân sự của Ukraine trước khi diễn ra sự thay đổi chính quyền vào tháng 1 năm 2025. Trong khi đó, chính sách của ông Trump đối với cuộc xung đột Ukraine có thể không hề thuận lợi cho Nga như dự báo trước đó. Theo báo cáo của hãng tin Bloomberg, một trong những biện pháp quan trọng là cho phép Kiev tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí Mỹ vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Quyết định này trở thành một phần trong chiến lược quy mô lớn của Nhà Trắng nhằm tăng áp lực lên Moscow. Chưa dừng lại ở đây, ngoài việc cấp phép sử dụng tên lửa Mỹ, Washington còn áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Gazprom Bank và một số tổ chức tín dụng khác của Nga. Những bước đi này bổ sung cho việc cung cấp nhiều lô vũ khí mới cho lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm cả mìn sát thương, dự báo sẽ làm tăng đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine. Lễ nhậm chức sắp tới của ông Donald Trump dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm sau, đang gây lo ngại cho cả Kiev và các đồng minh của Mỹ. Mặc dù ông Trump trước đây đã bày tỏ hoài nghi với sự can dự sâu sắc của Mỹ vào cuộc xung đột Ukraine, nhưng sự im lặng hiện tại liên quan đến quyết định cho phép tấn công vào lãnh thổ Nga đã đặt ra câu hỏi cần giải đáp. Giới chuyên gia lo ngại rằng tân Tổng thống Mỹ có thể tiếp tục chính sách cung cấp vũ khí cho Ukraine, mặc dù theo một cách hơi khác, thậm chí gia tăng khối lượng. Trong giai đoạn tranh cử, ông Trump thường tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt cuộc xung đột Ukraine một cách nhanh chóng nếu ông trúng cử. Tuy nhiên, giải pháp mau chóng cho một cuộc xung đột kéo dài như thế là vô cùng nan dài. Do vậy, trong năm 2025, tân Tổng thống Mỹ Trump có thể đưa ra những quyết định đối lập nhau liên quan đến Ukraine. Thậm chí cả kịch bản ít ai ngờ là ông sẽ quay sang viện trợ ồ ạt cho Kiev. Trước đó, phía Nga đã tuyên bố rằng bất cứ kế hoạch hòa bình nào do chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tương lai đề xuất đều sẽ phải phản ánh tình hình trên thực địa ở Ukraine, dù rằng Tổng thống Nga Putin vẫn để ngỏ đàm phán. Hiện nay, khi xung đột ở quốc cơ chưa ngã ngũ hoàn toàn, thì có thể phía Mỹ và Ukraine phải bổ sung rằng cần tính đến cả thực tế ở quốc cơ. Khi ấy, với tính cách có nhiều ngẫu hứng của ông Trump, một số nhà quan sát nhận định rằng trong tình huống Tổng thống đắc cử Trump không tìm kiếm được giải pháp nhanh chóng cho cuộc đối đầu quân sự giữa Nga và Ukraine, ông ấy hoàn toàn có thể bất ngờ quay sang thách thức Tổng thống Nga Putin và gia tăng viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhận định dưới thời tân chính quyền Trump 2025, xung đột Nga-Ukraine sẽ chỉ gia tăng căng thẳng thêm. Lúc đó, Ukraine có thể sẽ nỗ lực tiếp tục chiến đấu mà không còn viện trợ đáng kể từ Mỹ. Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ quan điểm thẳng thắn về cuộc xung đột ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Bà Merkel, người phụ nữ từng được mô tả quyền lực nhất thế giới, đã lãnh đạo nước Đức trong 16 năm cho rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine có thể bắt đầu sớm hơn và có thể sẽ tồi tệ hơn nữa nếu nước này bắt đầu tiến trình trở thành thành viên NATO vào năm 2008. Bà nói, với tôi rõ ràng Tổng thống Nga Putin sẽ không đứng yên và nhìn Ukraine gia nhập NATO. Khi đó Ukraine chắc chắn sẽ không được chuẩn bị tốt như vào tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không đồng tình quan điểm này. Ông coi quyết định phản đối liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu kết nạp Ukraine của bà Merkel với sự ủng hộ của Tổng thống Pháp khi đó là Nicolas Sarkozy là một tính toán sai lầm đã tiếp thêm động lực cho Nga. Bà Merkel cũng khẳng định bản thân đã cố gắng kiềm chế các cuộc tấn công của Nga và Ukraine bằng ngoại giao và đàm phán, nhưng bà thừa nhận những nỗ lực này cuối cùng vẫn thất bại. Theo bà, một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ của châu Âu với Nga đáng tiếc đã bắt đầu sau kế hoạch quân sự của Moscow và Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi kể từ khi rời chính trường cách đây 3 năm Bà Merkel cũng đã bày tỏ lo ngại về những lời đe dọa mới của ông Putin về sử dụng vũ khí hạt nhân. Bà kêu gọi cộng đồng quốc tế phải làm mọi cách để ngăn chặn thảm họa. Cựu thủ tướng Đức cũng đã bày tỏ một số suy nghĩ dành cho các nhà lãnh đạo châu Âu đang lo lắng khi phải đối mặt với việc ông Donald Trump sẽ quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025. Nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump đã ghi nhận sự tức giận của Washington đối với các đồng minh châu Âu, đặc biệt là Đức, vì chi tiêu quốc phòng thấp và thâm hụt thương mại. Những lời phàn nàn đó của ông Trump với châu Âu đến nay vẫn không thay đổi. Bà khuyến nghị về cách cư xử với ông Trump rằng Điều thực sự quan trọng là phải biết ưu tiên của mình là gì, trình bày rõ ràng và không sợ hãi, vì ông Trump có thể rất thẳng thắn. Trước đó, cựu thủ tướng Đức Merkel cũng đã chia sẻ một số trích đoạn trong cuốn hồi ký sắp ra mắt của mình, đề cập đến những khó khăn mà bà đã gặp phải khi làm việc với tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Bà cho rằng ông Trump là một người cảm tính, đồng thời có xu hướng đánh giá mọi thứ theo góc nhìn của một doanh nhân. Bà chia sẻ, làm việc với ông Trump là một quá trình khó khăn và bà thậm chí từng phải xin lời khuyên từ giáo hoàng Francis về vấn đề này. Theo Politico, trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu đang chuẩn bị cho nhiệm kỳ thứ hai của ông Donald Trump, cuốn hồi ký của bà Angela Merkel có thể đem tới những lời khuyên hữu ích. Đáng chú ý, cuốn hồi ký này được viết trước khi có kết quả bầu cử tổng thống Mỹ và cựu thủ tướng Đức Merkel đã hy vọng rằng phó tổng thống Kamala Harris là người chiến thắng. Vừa qua, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Trung Đông, phó đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc, ông Dmitry Polyansky cho hay, Mỹ nhận thấy mình hoàn toàn bị cô lập trên trường quốc tế sau khi phủ quyết một dự thảo nghị quyết khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza. Ông Polianski nói, sau khi phủ quyết dự thảo do 10 nước này soạn thảo, Mỹ thấy mình hoàn toàn bị cô lập trên trường quốc tế. Cách tiếp cận của Mỹ không được chia sẻ ở Trung Đông hoặc bởi các thành viên của Hội đồng Bảo an hoặc bởi phần lớn các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Chính sách ngăn chặn hoạt động của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Trung Đông của Washington vẫn là một vết nhơ đối với danh tiếng của chính quyền Mỹ sắp mãn nhiệm điều mà họ sẽ không bao giờ có thể rửa sạch được. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên đã bỏ phiếu với tỷ lệ 14-1 cho nghị quyết hôm 20 tháng 11 được 10 thành viên không thường trực đưa ra. Nghị quyết đã không được thông qua vì phiếu chống của Mỹ, một trong năm thành viên thường trực của hội đồng. Đây là lần thứ tư Mỹ sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Về phần mình, ông Polianski cho biết Nga sẽ tiếp tục ủng hộ các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn đổ máu ở Gaza. Để đạt được mục đích đó, phái bộ Nga tại Liên hợp quốc sẵn sàng hợp tác với các thành viên có trách nhiệm của Hội đồng Bảo an và với Đại hội đồng Liên hợp quốc. Ngoài ra, sự trở lại của ông Donald Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 được dự báo có những tác động mạnh mẽ với khu vực châu Á, từ căng thẳng Mỹ Trung, lo ngại của Nhật Bản và Hàn Quốc đến cơ hội chiến lược của Ấn Độ. Châu Á đang chuẩn bị đối mặt với những chuyển biến lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Lập trường của ông Donald Trump về Trung Quốc có vẻ đơn giản nhưng nó phức tạp hơn người ta tưởng. Trong khi đó, các đồng minh của Washington ở Đông Á đang tiếp cận sự trở lại của ông Donald Trump một cách thận trọng. Tại Hàn Quốc, Tổng thống John Suk Yeol phải đối mặt với một tình huống tế nhị hơn. Ở Seoul, có những lo ngại rằng ông Donald Trump có thể khôi phục mối quan hệ cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, có khả năng làm ảnh hưởng đến lợi ích của Hàn Quốc, trong khi lại yêu cầu tăng cường cam kết chia sẻ gánh nặng vì an ninh của nước này. Với Ấn Độ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có thể xem sự trở lại của ông Donald Trump như một cơ hội để củng cố mối quan hệ chiến lược với Mỹ. Các đối tác của Washington ở châu Á Dường như nhận thấy rằng việc ông Trump trở lại Nhà Trắng có thể khiến Mỹ giảm bớt sự can dự vào khu vực này. Tóm lại, sự trở lại Nhà Trắng của ông Donald Trump hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thay đổi cho chính sách đối ngoại của Mỹ tại châu Á. Các quốc gia trong khu vực đang theo dõi sát sao diễn biến này bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến an ninh khu vực mà còn định hình tương lai quan hệ quốc tế trong bối cảnh đầy biến động hiện nay. Tờ báo Bill của Đức dẫn thông tin từ Văn phòng Liên bang về phòng vệ dân sự cho biết đang tìm kiếm những công trình công cộng có thể cải hoán thành hầm trú ẩn, đồng thời phát triển một ứng dụng giúp người dân dễ dàng tìm nơi ẩn náu an toàn. Ngoài ra, giới chức Đức còn khuyến khích người dân dựng nơi trú ẩn an toàn ở tầng hầm trong nhà, cũng như thiết lập lại mạng lưới hầm trú ẩn công cộng từng bị coi là không còn cần thiết từ năm 2007. Hiện Đức chỉ còn 579 hầm trú ẩn trên cả nước, đủ chỗ cho hơn 500.000 người ẩn náu trong trường hợp xung đột hoặc chiến tranh nổ ra trong khi đó tổng dân số của quốc gia trung âu này lên tới 84,4 triệu người ông ratiesler lãnh đạo văn phòng liên bang về phòng vệ dân sự cảnh báo phải mất cả một thế hệ mới có thể xây dựng được mạng lưới hầm trú ẩn mới chính vì thế đức cần phải tìm kiếm những giải pháp nhanh chóng hơn đến thời điểm này giới chức đức đã bắt tay vào thiết lập danh sách các nhà ga tàu điện văn phòng công trình công cộng có thể sử dụng làm nơi trú ẩn trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp sau khi hoàn tất thiết lập danh sách người dân Đức có thể sử dụng một ứng dụng điện thoại để xác định vị trí bom ke gần với mình nhất. Trước đó, tờ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức đưa tin, Đức cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn với Nga bằng cách phát triển kế hoạch hoạt động của Đức dày 1.000 trang, nội dung của tài liệu hầu hết là bí mật. Tài liệu viết Kế hoạch liệt kê tất cả các tòa nhà và cơ sở hạ tầng cần được bảo vệ đặc biệt vì lý do quân sự. Sau đó, trong trường hợp xảy ra xung đột ở sườn phía đông của NATO, Đức sẽ trở thành trung tâm của hàng chục nghìn và có thể là hàng trăm nghìn binh sĩ cần được vận chuyển về phía Đông. Theo ấn phẩm, lực lượng vũ trang Đức gần đây đã bắt đầu chuẩn bị cho các công ty ứng phó với tình huống khẩn cấp trong tương lai trên cơ sở kế hoạch bí mật này. Vì vậy, người đứng đầu cơ quan chỉ huy bảo vệ lãnh thổ của bang liên bang Hamburg, John Plisker, đã khuyên tại cuộc họp với đại diện các công ty Đức nên đào tạo ít nhất 5 trong số 100 nhân viên lái xe tải, tích trữ máy phát điện diesel, xây dựng kế hoạch trước cho người lao động khi gặp khủng hoảng. Kế hoạch thời chiến cập nhật của Đức được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra cảnh báo đối với các nước phương Tây. Xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba, chưa có hồi kết rõ ràng và lo ngại rằng cuộc xung đột có thể lan sang một cuộc chiến rộng hơn liên quan đến NATO. Hồi tháng 6, tờ Der dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay chúng ta phải sẵn sàng cho chiến tranh vào năm 2029. Không chỉ Đức, một số nước như Anh cũng bày tỏ sự cần thiết mức độ sẵn sàng cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Ben Wallace hồi tháng 2 cảnh báo chiến tranh đang đến với Anh vào cuối thập kỷ này và cần đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng. Các hãng truyền thông đưa tin, dạng sáng 25 tháng 11, chiếc Boeing 737-400 chở hàng lao xuống sát nhà dân gần sân bay quốc tế Vinius ở Litva. Máy bay lao xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh và trượt hơn 100 mét trước khi đâm vào ngôi nhà. Người trên mặt đất an toàn, nhưng một thành viên phi hành đoàn quốc tịch Tây Ban Nha thiệt mạng và ba người bị thương. Máy bay thuộc sở hữu của hãng vận tải có trụ sở tại Tây Ban Nha, Suite, khai thác thay mặt cho tập đoàn vận tải quốc tế DHL, máy bay khởi hành từ thành phố Leipzig của Đức trước khi bị rơi gần sân bay Vilnius. Bình luận về vụ máy bay chở hàng rơi ở Litva, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Đức, Annalena Baerbock nói với báo giới: "Bây giờ chúng ta phải nghiêm túc đặt câu hỏi, liệu đây là một vụ tai nạn hay là một âm mưu phá hoại khác?" Theo tờ The Guardian, bà Baerbock ám chỉ đến sự cố đứt cáp gần đây ở biển Baltic làm giấy lên những đồn đoán về hành vi phá hoại. Bà Biabeck nói thêm, Đức đang hợp tác rất chặt chẽ với giới chức Litva để giải quyết vấn đề này. Sau đó bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức, Boris Pistorius cho biết, vẫn chưa có phát hiện nào cho thấy có chất nổ trên máy bay. Giới chức Litva cho rằng không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công hay phá hoại. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva, Laurynas Kasiunas nói, cho đến nay không có dấu hiệu hay bằng chứng nào cho thấy đây là hành động phá hoại hay tấn công cực đoan đồng thời cho biết cuộc điều tra để xác định nguyên nhân có thể mất khoảng một tuần. Người đứng đầu cơ quan phản gián Litva, Darius Zonitskis cũng cho biết, chúng tôi không bác bỏ giả thuyết một vụ tấn công cực đoan, nhưng hiện tại chúng tôi không thể đưa ra kết luận vì chưa có thông tin nào như vậy. Tổng ủy viên cảnh sát Litva, Arunas Paulowskas cho hay, các điều tra viên đang xem xét các nguyên nhân có thể xảy ra, bao gồm lũ kỹ thuật và cả lũ của con người. Trong khi đó, Đức tuyên bố sẽ tiến hành cuộc điều tra độc lập và liên hệ chặt chẽ với các tổ chức liên quan trong và ngoài nước để tìm hiểu tận gốc tình hình nhanh nhất có thể. Đầu tháng này, Litva thực hiện nhiều vụ bắt giữ khi điều tra hình sự về vụ việc gửi các thiết bị gây cháy trên các máy bay đến phương Tây. Theo phương tiện truyền thông Ba Lan và Litva, các thiết bị như máy mát xa điện có chất dễ cháy đã được gửi từ Litva đến Anh vào tháng 7. Đây có thể là nguyên nhân gây ra vụ cháy xe tải bên ngoài Warsaw, Ba Lan. Quân đội Mỹ mới đây đã thực hiện thành công những bài kiểm tra đặc biệt đối với tên lửa PRSM Loại đạn tấn công dự kiến sẽ dành cho hệ thống phá phản lực M142 HIMARS và M270 MLRS. Đại diện nhà sản xuất Lockheed Martin cho biết, trong quá trình thử nghiệm, hệ thống HIMARS đã phóng hai tên lửa PRSM và bắn trúng mục tiêu với vòng tròn sai số thấp. Bài kiểm tra khẳng định độ chính xác và khả năng sẵn sàng chiến đấu của vũ khí. Đại diện của tập đoàn Lockheed Martin cho biết, sau khi cuộc thử nghiệm diễn ra thành công, tên lửa đạn đạo chiến thuật PRSM đã thể hiện hiệu suất tác chiến cũng như độ tin cậy vượt trội so với các sản phẩm cũ. Theo hãng chế tạo Lockheed Martin, tên lửa PRSM đã ứng khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách từ 60 km tới 500 km trong phiên bản tiêu chuẩn và có thể tăng tầm ở các biến thể mới. Khả năng tấn công chính xác cao giúp PRSM tung các đòn tấn công hiệu quả vào các mục tiêu nằm sâu trong hậu tuyến đối phương như kho tàng, sở chỉ huy và các khí tài có giá trị cao khác. Đây là yếu tố giúp tên lửa chiến thuật mới tăng sức hút trên thị trường vũ khí quốc tế trước các đối thủ tên lửa chiến thuật từ Nga và Trung Quốc. Khi so sánh với tổ hợp Iskander của Nga, thông số kỹ thuật của PRSM không hề thua kém. Ngoài ra, do kích thước nhỏ gọn, mỗi xe mang phóng tự hành thuộc tổ hợp pháo phản lực M142 HIMARS và M270 MLRS có thể chứa từ 2 đến 4 tên lửa PRSM thay vì chỉ từ 1 đến 2 như ATACMS. Ngoài ra, kiến trúc mở của vũ khí mang lại tiềm năng hiện đại hóa lớn hơn. Lục quân Mỹ hiện đang xem xét hai phiên bản cải tiến của tên lửa, đó là PRSM Increment 2 với hệ thống dẫn đường đa chế độ, còn được gọi là tên lửa chống hạm trên đất liền, LBASM. Bên cạnh đó là PRSM Increment 3 với đầu đạn nặng hơn, trong khi vẫn duy trì kích thước và tầm bắn. Chưa dừng lại đây, trong năm 2023, những gã khổng lồ công nghiệp quốc phòng của Mỹ là Lockheed Martin và liên doanh Raytheon Technologies, Northrop Grumman đã bắt đầu triển khai phát triển dự án tên lửa PRSM Increment 4, kéo dài cự ly tác chiến lên tới 1.000 km. Dự kiến, PRSM sẽ thay thế toàn bộ MGM-140 ATACMS. Loại tên lửa ngày nay vẫn là phương tiện chính để đánh bại lực lượng mặt đất ở độ sâu chiến thuật của chiến trường. Vũ khí mới sẽ mang lại tầm sát thương lớn hơn khi sử dụng các bệ phóng hiện có. Vào tháng 6, Mỹ đã thực hiện thành công các cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn PRSM chống lại mục tiêu di chuyển trên mặt nước, cho thấy tiềm năng đặc biệt của vũ khí mới với sự thành công của dự án nghiên cứu chế tạo tên lửa PRSM, Mỹ có thể rảnh tay viện trợ toàn bộ số đạn ATACMS lạc hậu còn trong kho cho Ukraine theo đúng yêu cầu của Kiev. Một vấn đề nữa phải nhắc tới đó là cơ số tên lửa ATACMS trong kho dự trữ của Mỹ không còn nhiều, cho nên số viện trợ cho lực lượng vũ trang Ukraine sẽ sớm cạn kiệt, nhất là với tốc độ sử dụng vũ khí như hiện nay của Kiev. Do đó không loại trừ khả năng chính quyền Ukraine sẽ yêu cầu Mỹ cung cấp thêm tên lửa PRSM thế hệ mới nhất. Đây là điều mà các quan chức tại Washington rất khó lòng từ chối khi đối diện với một vũ khí nhỏ gọn nhưng lại có uy lực lớn và cực kỳ khó đánh chặn như tên lửa PRSM, phòng không Nga sẽ đứng trước thách thức cực lớn, đặc biệt khi họ chưa có biện pháp chống lại ATACMS một cách có hiệu quả. Ngoài sản xuất phục vụ nhu cầu của quân đội Mỹ, tập đoàn Lockheed Martin có thể sẽ sớm xuất khẩu tên lửa PRSM cho những đồng minh thân thiết của Washington tại châu Âu nhằm tạo lập thế trận gian đe Nga. Các chuyên gia thuộc một nhóm nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ cho biết, Triều Tiên đang mở rộng một tổ hợp sản xuất vũ khí chuyên lắp ráp loại tên lửa tầm ngắn mà Nga được cho là sử dụng ở Ukraine. Theo một số hình ảnh vệ tinh cho thấy, tổ hợp sản xuất vũ khí mang tên nhà máy 11 tháng 2 là một phần của khu công nghiệp sông ở Ham Hung, thành phố lớn thứ hai của Triều Tiên, trên bờ biển phía đông đất nước. Sam một cộng sự tại Trung tâm Nghiên cứu Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân James Martin, CNS cho biết, đây là nhà máy duy nhất sản xuất tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn Hoang Sông 11. Theo các quan chức Ukraine, loại tên lửa này mà phương Tây gọi là KN-23 đã được lực lượng Nga sử dụng trong cuộc tấn công vào Ukraine. Nga và Triều Tiên đã ký một hiệp ước phòng thủ chung tại một hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 và cam kết tăng cường quan hệ quân sự. Phái đoàn Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc không trả lời yêu cầu bình luận. Nga và Triều Tiên từng phủ nhận việc vũ khí hay binh sĩ Triều Tiên xuất hiện trên chiến trường Ukraine. Hình ảnh vệ tinh do công ty vệ tinh thương mại Planet Labs chụp hồi đầu tháng 10 cho thấy một tòa nhà lắp ráp đang được xây dựng cùng một khu nhà ở mới có khả năng dành cho công nhân. Tòa nhà lắp ráp mới có kích thước bằng khoảng từ 60% đến 70% so với tòa nhà trước đây được sử dụng để lắp ráp tên lửa. Vào năm 2023, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã công bố những hình ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi qua các tòa nhà mới tại khu phức hợp ở Hàm Hùng, nơi các công nhân đang lắp ráp bộ đuôi và đầu mũi tên lửa cho loại vũ khí dường như là KN-23. Trước đây, các video được công bố công khai từ truyền thông nhà nước Triều Tiên cho thấy khu phức hợp này đã sản xuất mọi thứ từ bánh xe tăng đến vỏ động cơ tên lửa. KN-23 được thử nghiệm lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2019 và được thiết kế để tránh hệ thống phòng thủ tên lửa bằng cách bay theo quỹ đạo thấp hơn. Mỹ và Ukraine cáo buộc Triều Tiên đã cung cấp cho Moscow các tên lửa đạn đạo, trong số đó có các tên lửa được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Ukraine từ cuối năm ngoái. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc Hoàng Jun Cúc cho rằng Triều Tiên có thể đang thu được những thông tin có giá trị về mặt kỹ thuật và quân sự liên quan tới vũ khí do nước này sản xuất khi Nga bị nghi đang sử dụng tên lửa của Bình Nhưỡng ở Ukraine. Ông Hoa nghi ngờ Triều Tiên coi Ukraine như bãi thử cho tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật khi xuất khẩu vũ khí sang Nga. Theo nhà ngoại giao này, một số chuyên gia nhận định dòng tên lửa bị đưa vào tầm nghi vấn là KN-23 mà Triều Tiên tuyên bố có thể mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật.